vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 26 tháng 10 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.